Lời sẽ sắc bén, gương mặt lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn được xem như là xinh đẹp, mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ. Lần này quả thật không giống, nhiều người tụ trầu tụ lái, tất cả lấy pháp khí ra muốn cùng với nhau tấn công, và vì bọn họ cảm thấy quá oan ức, khóe miệng thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Độc có máu, nắm lấy bảo thước lạnh lùng nhìn tỏa ra uy thế. Chung quanh những người khác nhìn như là tùy ý, thế nhưng trước thực tế mỗi người đều đang đề phòng. Bọn họ không nhìn đám người kia mà là nhìn chằm chằm trong đám tôn giả tìm kiếm. Tất cả là bọn họ lo người khống chế sen vàng lúc nãy xuất hiện. Lúc hai bên đang đối đầu căng thẳng thì mọi người chợt thấy một thiếu niên bước về phía trước, tiến vào giữa sân, dưới bầu không khí đòi mạng thế mà hắn lại phá vỡ yên tĩnh. Ngươi trước tiên lui qua một bên, chờ chúng ta giải quyết những người này rồi lại vào, cô gái của Yêu Lòng Đạo Môn nói, đối với môi mỏng dính mang theo ý nghĩa lạnh liếc nhìn Thạch Hạo. Ta muốn đi vào thì còn cần các người sắp xếp sao? Thạch Hạo bước chân tiếp tục, nhịp điệu không đổi, cứ thế đi về phía trước. Ngươi thật là can đảm đó, cô gái trừng mắt nhìn hắn. Vào lúc này tất cả mọi người đều thất kinh, thiếu niên này tràn ngập tự tin, lại dám nói chuyện với người của hai đạo thống như vậy, rất không đơn giản. Xoẹt một tiếng, một tia sáng từ trong gương lướt qua, phía trước con đường sau lưng thanh niên áo đỏ có một cường giả trẻ tuổi rùng rừng như không, trông rất là tùy ý nhẹ nhàng chiếu cốt kinh trong tay. Kết quả chuyện làm cho tất cả mọi người không ngờ được xảy ra, một cái roi tùy ý cứu thế lướt tới làm trán thiếu niên kia phát sáng, cả người bùng lên cột sáng sáng lạng. Hắn giống như con của thần mặt trời, được ánh sáng rực rỡ bao phủ, tinh lực bốc lên, một chữ tội hiện ra phá tan mây mù bên trên. Là ngươi, tìm được rồi, đời sau tội huyết Minh Văn Đại Hùng. Bọn họ kinh ngạc tốt lên, vẻ mặt tất cả đều là thay đổi hẳn, tùy ý soi, lại phát hiện ra người muốn tìm, con trẻ như vậy, tùy ý như thế, cứ đi tới như vậy. Chuyện này có vẻ rất khó tin, vốn tưởng rằng khó có thể phát hiện, thậm chí còn phỏng đoán người này không có ở tội châu, kết quả hắn thật sự xuất hiện rồi. Sau đó, các tôn giả khác ồn ào hẳn lên, trong mấy ngày nay liên quan đến đời sau tội huyết có xưởng trán phát ra ánh sáng thần thánh, phá tan mây mờ đã gây lên một con sóng lớn, khiến cho các giáo đứng ngồi không yên, ai cũng không ngờ rằng có thể tận mắt nhìn thấy ở đây. Xuất hiện rồi, hắn là muốn khiêu chiến mấy đạo thống sao? Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, tất cả đều nín thở, nội tâm kích động và chờ mong. Đặc biệt là người của tội châu, từng người máu nóng dâng lên, tất cả đều không nhịn được là muốn gào thét. Người này xuất hiện là muốn ra mặt cho bọn họ sao? Vậy mà chính bản thân Thạch Hạo lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đám người đang cản đường kia. Thông qua tình huống này, hắn đã biết được đến cùng là đạo thống nào đang nắm vào trong tội châu, đang trông chừng đời sau tội huyết, La Phủ Trần Cốc, Yêu Lòng Đạo Môn, Hỏa Vân Động vân vân, từng cái đều là giáo lớn cổ xưa nhất, cao cấp nhất. Việc này khiến trong lòng của hắn nặng nề. Khó trách tội huyết bị oan, có truyền thừa vô thượng như vậy, kết cấu ở với thực lực làm cho người ta run sợ, quả thực là có thể che trời giấu sự thật. Chỉ là hắn không biết vì sao những người này không xóa sạch người của tội châu. Bọn họ lo lắng, đang lo cái gì vậy? Giờ phút này Thạch Hạo yên tĩnh kỳ lạ, suy nghĩ rất nhiều. Không lẽ sau khi trời đất bị phong ấn, tổ tiên đời sau tội huyết đang trấn thủ biên cương vẫn còn sống, nhiều năm như vậy vẫn còn ngờ lên trên đời? Nghĩ đến đây, trong lòng của Thạch Hạo run bần bật, nếu như là những người kia sống sót trở về thì sẽ phát sinh chuyện gì? Suy nghĩ như vậy lập tức khiến cho máu nóng của hắn sôi trào. Các ngươi lui về sau đi, Thạch Hạo lúc này bảo tất cả tôn giả của tội châu lui sang một bên. Một mình hắn đối mặt với những người kia, triệu tập thêm người. Những người kia tinh thần tập trung cao độ, mặc dù biết tội huyết nồng nặc chưa chắc là có thể chiếm thượng phong ở đây, nhưng vẫn cứ lo lắng, hướng về đạo thống khác thông báo. Có người muốn rời sân đi bảy đường khác truyền tin. Một tên cũng đừng nghĩ giờ đi được, Thạch Hạo nói. Mặc dù xem như thanh tú, thế nhưng mà khi một mình bước lên trước thì có một luồng uy nghiêm khiến cho lòng người theo đó run rẩy. Người nói không cho thì sẽ không đi sao? Một người cười gắn hóa thành tia sáng lập tức muốn rời khỏi. Xẹt một tiếng, Thạch Hạo phát sáng, xúc địa thành thốn, rút khoảng cách ngàn trượng thành một tấc, vụt ngang tới trước đánh ra một chưởng. Mọi người run lẩy bẩy, đây là tốc độ nhanh cỡ nào? Chỉ cảm thấy hỏa mắt liền mất đi bóng sáng của hắn. Âm một tiếng, cứ một lúc đó một cột sáng ngập trời vọt lên. Đây không chỉ là ảnh quyền của thiếu niên, giống như tia chớp ngang trời đánh rơi một đám sao băng. Tình cảnh này quá rực rỡ rồi. Ồ, nơi đó có người kêu to, cũng từng lấy ra thần binh ngăn cản và từng khống chế bí thuật nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng.
Đây là tôn giả đại viên mãn, đồng thời cũng là tinh anh kiệt xuất của giáo lớn. Kết quả ở đây giống như một người rơm bị quăng lên sau đó nổ tung trong hư không. Nắm đấm của thiếu niên kia quá cứng rắn, hủy diệt pháp khí cấp thần, đánh nổ ra một tên kỳ tài. Tất cả chuyện này đều là vừa đánh chúng đã xong. Xem một cái, bóng sáng lóe lên, hắn lần nữa đứng ở giữa sân. Tay áo phất phới, ánh mắt trong suốt, thân thể được cột sáng bao phủ như là chưa từng rời đi. Thủ đoạn kiểu này kinh sợ tất cả mọi người. Xẹt một tiếng nữa, thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động ra tay, lấy ra bảo thước của mình, một vệt đỏ thẫm ngang trời soi sáng vĩnh hằng. Cây thước này quá đặc biệt rồi, nếu không bị linh giới áp chế uy lực lớn vô cùng, đây là bí bảo mạnh mẽ nhất, cũng có thể xưng là pháp khí chí tôn ở cảnh giới này, trong tình huống bình thường mà nói là pháp khí vô địch nơi đây. Đồng thời cô gái của yêu lòng đạ môn cũng ra tay, lòng bàn tay dâng lên ánh sáng, một sợi gân dao lòng xuất hiện ra hóa thành dây thừng bắn về phía Thạch Hạo. Khốn tiền tác, có người kinh ngạc thốt lên, đây là vật không tầm thường, là bí bảo do lãnh đạo chủ của giáo này luyện chế. Ở nơi này tuy chỉ phát huy ra uy thế của tôn giả cảnh nhưng mà tuyệt đối có thể tính là pháp khí chí tôn của cảnh giới này. Quả nhiên rất là thâm hậu, cần pháp khí uy lực mạnh mẽ như vậy đến đây, mà lại không chỉ là có một cái nên khiến cho tôn giả các nơi đều sợ hãi. Mấy sao lớn mạnh mẽ và siêu cấp cổ xưa lại coi trọng đời sau tổ huyết như vậy sao? Việc này là thật sự muốn giết chết người có xương trán phát ra ánh sáng thần thánh, sợ chuyện ngoài ý muốn. Cũng trong nháy mắt đó, những người khác cũng ra tay, những người còn lại nhắm về bốn hướng tìm giúp đỡ. Keng một tiếng, quanh Thạch Hạo, sen vàng dày đặc, vò lên trên vô tận ánh sáng như là một đài dương màu vàng kim dập dờn, rọi sáng bầu trời chặt đứng bảo thương đỏ thẫm. Đồng thời hắn cũng xả tay không chụp vào trong khốn thiên tác, trong bàn tay từng ngôi sao chuyển động, đó là do lô điện biến thành trở thành ngân hà. Giết! Đại chiến bắt đầu, một đám người tấn công Thạch Hạo nhưng hắn cũng không lùi bước, trái lại đòn đánh hai pháp khí chí tôn, mạnh mẽ tiến lên trên đại chiến với bọn hắn. Cùng một lúc đó, từ thân thể của hắn lao ra từng bóng người, đó là linh thân, đuổi theo mấy người đi xa lúc nãy. Phụt một tiếng, đơn giản mà bá đạo, từng cái linh thân của Thạch Hạo khí thôn sơn hà, uy thế ngập trời, xuyên thủng trước sau khiến cho đối thủ nổ tung trong hư không, bắn ra mưa máu. Những người tội châu xem mà rơi lệ, những uất ức sỉ nhục lúc này, bây giờ đã có người thay mặt bọn họ đại khai sát giới như vậy, đánh đổ thằng đó làm cho máu của bọn họ theo đó mà sôi vọt lên. Pháp khí chí tôn cũng vô dụng sao, tôn giả gần đó kinh ngạc thốt lên, đầy đủ mấy vạn người, mỗi một người đều đỡ đẫn, là pháp khí đại biểu cho sự mạnh mẽ nhất, vô địch nơi đây đó. Kết quả người này không những là ngăn cản được hơn nữa lại vô cùng ung dung, thoải mái giết lên phía trước. Âm một tiếng, hắn đấm ra một quyền, lập tức lên trên bảo thước ra màu máu. Chân nó bay ngang hóa thành một tia chớp đỏ lòm, suýt chút nữa giết chết tên thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động kia. Răng rắc, trong lòng bàn tay của Thạch Hạo là vô tận tia điện hóa thân thành sao chổi đụng vào khốn tiền tác kia. Lô đỉnh bùng phát tạo thành tiếng vang như sồng gầm tận chín tầng trời. Phía xa những người có tiếng tăm của các giáo, bao gồm cả thiên thần đều thất kinh. Thiếu niên lại có uy thế như vậy, không phải pháp khí chí tôn không tốt mà là vì thiếu niên này quá lợi hại, hắn là kiệt xuất trong chí tôn. Pháp khí chí tôn đối đầu với người chí tôn, mặc dù là hai cái cũng không ngăn được. Tóc đen thiếu niên bay múa, đôi mắt phát xạ tia điện lạnh lẽo, giờ phút này tinh lực ngút trời, cuồn cuộn như biển. Chỉ một mình hắn thôi mà tựa như đè ép cả bầu trời, chân áp bát hoang, bao phủ toàn bộ kẻ địch. Âm một tiếng, Hỏa Vân Thương bị đánh bay lần nữa, phát ra tiếng vang khẽ. Thạch Hạo giống như là một ma vương, giơ tay ánh sáng phá vỡ hư không, đánh ra một quyền mạnh nhất. Cao thủ kiệt xuất của Hỏa Vân Động, thanh niên áo đỏ xếp vào mấy hạng đầu của giáo này, khống chế bí bảo mạnh mẽ nhất cảnh giới này, lại không thể nào bảo vệ chính mình. Bảo thức bay ngang còn hắn phun máu, vù một tiếng, quyền phong cuồn cuộn, nửa người hắn rạn nứt, toàn thân thiếu niên mà vương chìm ở trong ánh sáng ngập trời, đang ám sát hắn, đang tiếp một quyền. Đùng một tiếng, trời đất ầm vang, người kiệt xuất của Hỏa Vân Động nổ tung, còn bảo thức kia hóa thành một vệt sáng trốn vào hư không, lập tức biến mất tại chỗ. Thạch Hạo xoay người nhìn chằm chằm cô gái, cùng nhau tiến lên giết chết hắn. Cô gái của yêu lòng đã muốn giết lên, giờ phút này nàng thật sự sợ rồi. Mặc dù là sâu đái, là chí tôn trẻ tuổi một tầng cũng không thể nào mạnh mẽ như vậy chứ. Pháp khí chí tôn cũng vô dụng, căn bản không làm gì được đối phương. Chuyện này khiến cho lòng của nàng hoảng sợ, không còn ngùng nghình như trước, về mặt cay nghiệt bị sợ hãi thay thế. Xem một tiếng, sen vàng khắp nơi, quân lấy khốn thiên tác, cố gắng cắt đứt nó. Phịch một tiếng,
Sau một khắc, bàn tay của Thạch Hạo xẹt qua giống như một thanh thiên đao tuyệt thế ngang trời, sắc bén và lấp lánh. Đầu lâu của cô gái kia bay lên trên mang theo rất nhiều máu, thi thể không đầu ngã xuống đất. Thạch Hạo cứ đi tới trước, toàn thân phát sáng, từng cú đấm xuyên qua da thịt, từng chưởng thấm máu, hai kiệt xuất của giáo lớn cổ xưa từng người nổ tung đều bị giết chết. Ánh sáng của nắm đấm ngập trời, tinh lực như biển, một mình Thạch Hạo đứng ở giữa sau, bốn phương đều ngã xuống, tất cả mọi người đều bị đánh gục, máu nhuộm đỏ nơi đó. Sau đó mưa ánh sáng bay lên, những người khác biến mất. Mấy vạn tôn giả yên lặng như tờ, tất cả đều há hốc mồm, linh hồn đều rùng mình, đây là uy thế cỡ nào vậy? Xa xa những người có tiếng tăm, thiên thần cũng đều rùng đống, lại có thể như vậy? Pháp khí chí tôn cũng vô dụng, không ngăn được nửa bước của hắn. Thạch Hạo lạnh lùng liếc nhìn về phía xa làm cho các cao tầng các giáo đều rùng mình, đặc biệt là thiên thần cùng với hỏa vân đồng, yêu long đạo môn, đời sau tội huyết này muốn làm gì, còn muốn ra tay với bọn họ hay sao? Giết hay lắm, người tội châu tỉnh ngộ, nhiệt huyết dâng trào lớn tiếng hô khiến cho nơi này sôi trào. Thạch Hạo tiến lên, đến gần đàn cổ chí tôn hùng vĩ kia nói, các ngươi đã cản đường, làm chuyện như vậy thì đừng trách ta cũng ra tay. Hắn đến gần tế đàn cổ xưa, sau đó chợt xoay người nhìn về phía của mọi người rồi nói, hôm nay có ta ở đây, yêu long đạo môn, hỏa vận động, la phủ chân cốc, dù là một người cùng với những đạo thống này cũng đừng nghĩ đến chuyện leo lên, ai dám tới gần một bước, giết. Tất cả mọi người đều chấn động, đệ tử và môn đồ của mấy cái đạo thống mạnh mẽ nhất đều sẽ bị cản lại ở bên ngoài, không cách nào vượt qua cửa ải này. Chuyện này quá điên cuồng rồi, đây là muốn cắt đứt vận may của những giáo lớn kia, khiến cho bọn họ không thể nào tiến vào tiền cổ tìm kiếm cơ hội. Thạch Hạo giống như là một ngọn núi lớn, đứng trước tế đán muốn ngăn cản các giáo, chấn áp 10 phương kẻ địch nơi này.